Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình đánh Túc đây. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh mình, cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những cái video, những cái dự án mới nhất mình chia sẻ. Đến cái dự án này thì mình lại hướng dẫn anh em nhận 60 đồng có tên là Mkey đây. Thì để tham gia dự án ngày hôm nay thì anh em có thể kích vào đường link dưới phần mô tả là nhiệm vụ chatbot. Thì bước đầu tiên thì anh em có thể ấn vào Start này, hiện giao diện lên trên và ấn Continue cho mình. Tiếp theo đó thì anh em ấn vào, khi ấn Continue xong thì hiện ra các bước cho em làm. Trước tiên thì nó bắt anh em join group này, anh kích vào để join này. Còn là Mickey Airdrop nhỉ. Rồi anh em ấn join cho mình. Rồi anh em lại kích vào join channel này. Bây giờ join xong thì anh em lại tiếp tục nó bắt anh em follow trên fanpage này cũng như like rồi tweet này. Rồi tweet lại, rồi kích vào open cho mình. Rồi đưa anh em đến giao diện của thằng Twitter. Rồi khi đến giao diện thằng Twitter thì anh ấn theo dõi cho nó này. Dạ. Rồi theo dõi này. Tiếp theo đó thì anh em có thể vút xuống này. Đây anh em có thể thấy đây bộ 60 cái đồng mic đây. Thì anh ấn theo dõi này, thả tim này, và cũng như là anh em sẽ trích dẫn lại. Thì trích dẫn này lưu ý anh em thì mình gắn thêm bạn bè để cho nó mọi cuộc kèo nó đều chắc ăn chắc cú, được chưa? Đối với kênh mình hướng dẫn anh em gọi là làm tắt vậy thôi. Chứ còn mọi kênh khác thì là anh tuyên lại cho mình. Rồi tiếp theo đó thì em quay sang đây bằng 60 đô này, được chưa? Rồi anh em bắt đầu là nó kích vào, bắt anh em gọi là vôi Coinlit này, kích vào thôi, ở nút bẩn cho mình. Rồi nó chuyển đến anh em đến cái giao diện của cái thằng Coinlit này. Coinlit thì anh em nên tạo cho một cái tài khoản Coinlit để anh em làm. Rồi anh em ấn vào Bali Login này, to Void này. Rồi anh em sẽ đăng nhập cho mình cái mail cũng như là cái tên đăng nhập, được chưa? Thì anh em chưa có thể là tạo cho mình một cái tài khoản Coinlit này. Thì anh em sẽ đăng ký một cái tài khoản hoặc rồi anh em sẽ ghi cái địa chỉ của em đăng ký vào, được chưa? Rồi anh em sẽ tiếp tục cho mình, rồi đi cho mình để đăng nhập vào. Thì anh em nên tạo cho mình một cái tài khoản Coinlit cho mình, rồi mình sẽ lưu mật khẩu của mình vào. Rồi ấn vào void này, void low for Mickey này. Mickey nghe như cầu con chân Mickey. Rồi như hiện lên cái giao diện trên này, anh em như chụp màn hình cho lại cho mình nha, chụp cái màn hình lại cho mình. Đây mình sẽ chụp lại màn hình đây. Rồi tiếp theo đó anh em quay sang thằng Telegram chatbot tiếp này. Rồi anh em sẽ ấn vào submit mi data cho mình. Rồi nó hiện lên giao diện như trên thì tiếp tục nó join này. Đương nhiên thì mình cho rồi join channel hạ một nó này. Rồi join tiếp này. Rồi tiếp sau đó thì khi join xong nó bắt anh em join group này nữa, nắm join. Rồi join cái thằng này tiếp này. Rồi xong cái thứ thì anh em nó đôn cho mình. Rồi xem là bot nó trả lời gì nào. Rồi bot nó bắt anh em gọi là follow fanpage này cũng như like rồi tweet viết hashtag như vậy, ok. Và nó bắt anh em gửi tweet link. Anh em sẽ ấn giữ cho mình cái này, ấn giữ vào. Rồi ấn sao chép này. Rồi kết cục vào Twitter fanpage này, open cho mình. Rồi đưa anh em giao diện của nó thì anh em có thể là gắn hashtag này, gắn bài của bạn vừa nãy mình làm trước rồi, ok. Trích dẫn này. Rồi hashtag thì anh viết như nào. Rồi anh em sẽ ấn dán cái vừa nãy mình sao chép vào và anh em sẽ. Rồi khi anh em có dán hashtag cũng như là gắn cái ba hồng đẹp hoặc anh em tweet lại cho mình. Đấy ạ. Rồi khi tweet lại xong thì anh em xem luôn trực tiếp cho mình nha, xem luôn trực tiếp để nó đưa anh em giao diện lên của mình. Rồi anh góc phải dưới màn hình cho mình. Rồi ấn vào sao chép khen cho tạm này. Rồi tiếp sau đó thì anh em quay sang gửi cho nó này. Đấy ạ. Gửi cho nó này. Rồi gửi đi này. Rồi tiếp sau đó thì nó bắt anh em gọi là cái URL thằng Coinlit này. Kích vào để voi xem mình voi chưa, ở nút bình của mình. Rồi nó bắt anh em lấy URL thì anh em ấn vào ba gạch cho mình này, trên màn hình mình đang di chuột này cho mình. Rồi thì chờ một lúc này anh em ấn vào sao chép khen như tạm cho mình. Rồi quay sang chatbot tiếp này. Đấy, gửi cho nó. Khi anh em đã làm xong các bước cũng trên nên mình gửi cho nó này. Coinlit void này, nó có cái mã đây nhé, quên Rồi khi anh em gửi địa chỉ Coinlit đã xong thì anh em sẽ ấn mail của anh em, nhập mail của anh em vào. Thì cái địa chỉ này không quan trọng được, cái thằng địa chỉ Coinlit user Coinlit cũng không quan trọng lắm được. Rồi bắt anh em nhập địa chỉ web BNB Smart Chain, anh quay sang feature lấy địa chỉ cho mình. Rồi khi giao diện feature thì anh em ấn Smart Chain hoặc MetaMask cũng được để sao chép cho mình. Sau đó thì anh em quay sang em gửi cho nó này. Rồi dán gửi cho nó rồi, em gửi cho nó này. Rồi như em có thể thấy trên này thì anh em ấn confirm cho mình, được chưa? Đúng, xem có đúng cái tên của mình không, ấn confirm cho mình. Nếu mà sai thì anh em có thể ấn start làm lại, được chưa? Ấn confirm cho mình. Rồi tiếp sau đó thì hiện lên cái giao diện như vậy thì anh em được đây mỗi một red thì anh em sẽ nhận được 10 Mkey này, Mickey token, và đây red để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái token Mickey này. Rồi anh em có thể nó Billy cho mình, Binance cho mình. Rồi như anh em có thể thấy đây, Binance 60 cái đồng Mickey này thì Mickey Smart Chain. Ok, cái này thì đây cả làm video đi Binance tiếp. Ok, kết thúc video trong anh em nào bây giờ. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo nhé.